Như vậy thì nhưng mà bắt đầu trở thành một cái người sống đạo đức, biết được mình đúng ở đâu, mình sai ở đâu, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở trong cuộc đời của mình để bắt đầu cái hành trình tâm sáng của mình, thì chúng ta cần phải hiểu, thứ nhất là chúng ta cần phải 10 hạt giống thiện nghiệp. 10 hạt giống thiện nghiệp này chúng ta luôn luôn cần, nó là nền tảng, nó là cái nền tảng vững chắc nhất cho chúng ta để chúng ta hướng về đó. Bạn chỉ cần bạn thực hành 10 cái hạt giống này thôi thì cuộc đời của bạn nó đã yên ổn rồi. Nó đã yên ổn hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là chúng ta bắt đầu từ 10 hạt giống thiện nghiệp. Sau đó là chúng ta đến cái gọi là cái bệ phóng, là cái lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn chính là một cái bệ phóng. Lòng biết ơn chính là cái nơi mà nó để nó đẩy cho cái tên lửa của chúng ta phóng được vào không trung. Nó nằm ở đây. Và đây cũng là cái mà chúng ta vừa học rồi, đúng không ạ? Chúng ta học 10 hạt giống thiện nghiệp rồi, chúng ta học lòng biết ơn vừa xong tuần trước. Rồi tiếp theo là chúng ta mới đi vào một cái chương trình mà tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu, đó là khơi thông dòng chảy thịnh vượng. Chút xíu nữa Trang sẽ đi vào chi tiết để chúng ta hiểu được rằng là vì sao chúng ta cần phải khơi thông dòng chảy thịnh vượng, và khơi thông là khơi thông cái gì để chúng ta có thể nhìn thấy. Và ba cái chương trình này nó là một cái sự khởi đầu rất là đẹp. Khi chúng ta bắt đầu, chúng ta chỉ cần xong ba cái chương trình này thôi là chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta nó dịch chuyển qua một cái hướng khác rồi. Trang cho đến bây giờ Trang có rất là nhiều học viên đã học qua ba cái khóa này mà Trang đã chia sẻ lâu nay á, thì cái sự chuyển hóa của họ đó, nếu mà nói về cái sự chuyển hóa của họ đó là một cái sự kỳ diệu. Và rất nhiều những cái câu chuyện, hàng ngàn học viên, và cái đặc điểm của cái chương trình mà Trang dạy này á là học nhiều thế hệ. Tức là đầu tiên là một người trong gia đình đi học, sau đó là bắt đầu cả gia đình học, vợ chồng, con cái, thậm chí là Trang có những cái học viên là 9-10 tuổi thôi mà nói vanh vách, lúc nào cũng nhắc nhở ba mẹ mình về hạt giống, nhắc nhở ba mẹ mình về đừng có phạm cái hạt này, đừng có phạm cái hạt kia, và rất là tuyệt vời. Và có những cái học viên 7-80 tuổi, tức là có những cái bác 80 tuổi vẫn học và vẫn tâm đắc, và cũng có những cái học viên 7-8 tuổi vẫn học và vẫn tâm đắc và thuộc lòng. Thì đó chính mình thấy được là cái nền tảng này nó rất quan trọng. Nó là nền tảng của một cái gia đình, của một cái gia đình bình an, hạnh phúc. Và bắt đầu từ cái nền tảng này để chúng ta nhìn thấy được là cái sự thịnh vượng ở trong gia đình, cái sự thịnh vượng ở trong một cái cuộc sống của chúng ta nó như thế nào, nó đến từ đâu. Chúng ta bắt đầu chúng ta có một cái bức tranh nó rõ ràng hơn, chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Rồi sau đó đó, chúng ta có những cái thực hành, nó cũng ra những cái kết quả. Nhưng mà có người thì kết quả lớn, có người thì kết quả nhỏ. Vậy thì cái vấn đề nó lại nằm ở đâu? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn. Đó là chúng ta đi vào cái bí quyết để mà chúng ta gieo trồng những hạt giống thịnh vượng thật sự. Thịnh vượng ở đây nó bao gồm, thịnh vượng ở đây nó bao gồm tất cả các phần của mình. Thịnh vượng ở đây nó bao gồm sức khỏe, nó bao gồm mối quan hệ, nó bao gồm tài chính, nó bao gồm sự nghiệp. Nó bao gồm tất cả 7 cái phần đó của mình. Hạnh phúc gia đình, tương lai con cái. Chứ nó không phải nói thịnh vượng ở đây có nghĩa là tiền bạc. Tiền bạc không phải là, không, nó chỉ là một phần ở trong thịnh vượng mà thôi. Nó không phải là toàn bộ cái sự thịnh vượng mà mình muốn có. Và vì như vậy cho nên là chúng ta đi vào cái bí quyết thực hành này để mà chúng ta gieo trồng những cái hạt giống thịnh vượng thật sự ở trong gia đình của mình. Để chúng ta có được một cái cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta gieo trồng được, chúng ta biết cách rồi, chúng ta nắm vững cái công cụ này trong tay rồi, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta kiến tạo một cái cuộc đời mà nó lớn lao hơn. Và chúng ta bắt đầu chúng ta đi vào cái hành trình kiến tạo giấc mơ để chúng ta sống một cái lần sống nó đáng sống. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta đi vào kiến tạo giấc mơ thì ở đây nó không giống như những cái cách mà của những cái chương trình ở bên ngoài kia, để mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng, khi nói về giấc mơ là chúng ta cũng đa phần là những cái chương trình, trước giờ Trang cũng đi học nhiều chương trình đó, và Trang thấy là đa phần là người ta có những cái giấc mơ giống nhau, người ta cứ bắt chước giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta học kiến tạo giấc mơ ở đây, chúng ta sẽ có những cái bài kiểm tra, những cái bài test để chúng ta biết được rằng là cái giấc mơ này có phải thật sự là giấc mơ của chúng ta hay không, hay là chúng ta bắt chước một ai đó, hay là chúng ta thấy ai đó có một cái gì đó hay và chúng ta thấy là ồ cái này hay quá và mình cũng thích như vậy,
và chúng ta chạy theo cái đó mà chúng ta không biết được là cái này có thực sự có phải là cái của mình hay không, có phải là cái mình sinh ra để làm cái việc này hay không. Thì ở trong cái chương trình Kiến Tạo Giấc Mơ Sống Đời Ngoại Hạn, chúng ta sẽ được liên tục có những cái bài kiểm tra. Chúng ta trong suốt một cái hành trình 6 buổi, 6 buổi này thì Trang không biết là 6 buổi nó chỉ là 6 buổi hay là sau đó chúng ta sẽ có thêm những cái buổi khác, Trang không biết. Tại vì cái này nó tùy vào mỗi cái lớp học, nó tùy vào mỗi lớp học, và Trang thì lúc nào cũng sẵn sàng trao đi. Ở đây những cái buổi để cho cô chú anh chị nhìn thấy để biết được là cái khung thời gian nó có thể như vậy. Nhưng mà hoàn toàn khi cần thì Trang vẫn mở rộng ra thêm. Trang cứ mở rộng ra như vậy thôi. Tại vì cái việc của Trang bây giờ là cứ làm tất cả những cái gì có thể làm để đồng hành cùng cô chú anh chị. Cho nên là khi mà cô chú anh chị cần là Trang có mặt để đồng hành cùng với nhau. Chứ Trang không có giới hạn ở trong cái nếu mà Trang nói 6 buổi nghĩa là 6 buổi. Nó có thể thì lúc đó Trang sẽ đi xin xỏ thầy Thái. Để thầy Thái cho thì Trang lại làm tiếp. cho nên là đừng có bị giới hạn về thời gian ở trong này. Nhưng mà hiểu rằng là cái đích cuối cùng của mình là mình phải sống được một cái lần sống nó đáng sống, và cái việc của mình nó phải thực sự là cái việc mà nó đúng với cái mệnh của mình. Và để làm cái việc đó thì ở trong cái chương trình Kiến Tạo Giấc Mơ chúng ta sẽ cùng nhau làm, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong chương trình đó. Và như vậy thì khi chúng ta được sống với cái giấc mơ của mình, chúng ta được sống cái lần sống mà của cái cuộc sống mà chúng ta thực sự yêu thích, chúng ta vô cùng hạnh phúc. Chúng ta mỗi ngày mới thức dậy chúng ta thấy háo hức với cái ngày mai của mình. Chúng ta thấy háo hức với cái ngày mới của mình bởi vì chúng ta được sống một cái đời sống mà như trong cái giấc mơ của mình, cái đời sống mà chúng ta thật sự yêu thích sống. Và sau đó là gì ạ? Khi mà chúng ta đã có giấc mơ, chúng ta đã kiến tạo ra cái giấc mơ, chúng ta sống một cái đời kiến tạo rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái bí quyết thực hành để trở thành một cái nhà lãnh đạo ngoại hạng. Trở thành nhà lãnh đạo ngoại hạng ở cái tầm vóc này trở lên, tức là bạn thu hút những cái người khác để đi cùng với mình. Bạn trở thành một cái người mà ai cũng muốn đi cùng bạn. Và khi mà người ta ở cạnh bạn, người ta tốt hơn. Người ta sống cạnh bạn, người ta có một cái đời sống nó tốt hơn. Người ta luôn luôn cảm thấy tốt hơn khi ở gần bạn. Mà nếu như mà để mà ở gần bạn người ta tốt hơn thì bạn cần gì ạ? Bạn cần tu thân. Và đây là mình bắt đầu ở trên cái hành trình tu thân. Bởi vậy cho nên là đây là một cái hành trình. Chúng ta tái huấn luyện là tâm trí của mình. Chúng ta sửa mình, chúng ta tu sửa mình từng chút, từng chút, từng chút để chúng ta trở thành một cái người mà khi đó chúng ta có thể, ở đâu chúng ta có mặt là ở đó cái nguồn năng lượng nó khác đi. Ở đâu chúng ta có mặt thì những người ở xung quanh mình tốt hơn lên. Và đó chính là cái con đường mà chúng ta đi. Rồi như vậy thì ở 10 hạt giống thiện nghiệp, Trang sẽ bắt đầu đi vào chi tiết một chút để cô chú anh chị em nào mới có thể hình dung ra được là những cái nội dung mà mình được học ở trong cái chương trình này là gì. Ở trong 10 hạt giống thiện nghiệp á, thì chúng ta biết được rằng là có cái hạt bảo vệ sự sống. Cái hạt này nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Có cái hạt hào phóng, cái hạt này nó liên quan trực tiếp đến tình trạng tài chính của chúng ta. Nó có hạt tôn trọng mối quan hệ, nó liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta. Nó có hạt nói sự thật, nó liên quan đến cái đạo đức, bởi vì đây là nói về cái tu sửa thân khẩu ý. Ba cái hạt trên này là tu thân, là sửa cái thân của mình. Rồi bốn cái hạt này là bắt đầu đến khẩu, tu khẩu. Thì tu khẩu á, thì là chúng ta bắt đầu chúng ta tập nói những cái lời sự thật, tôn trọng sự thật và nói lời sự thật. Thực ra cái hạt này á, nghe thì nó có vẻ bình thường, nghe có vẻ dễ, nhưng mà thực ra đây là cái hạt rất khó, rất là khó luôn. Bởi vì chúng ta có thói quen phóng đại mọi chuyện. Chúng ta có thói quen để được công nhận, chúng ta cứ nói quá sự thật lên một chút. Chúng ta có những cái thói quen mà chúng ta cả nể, chúng ta không muốn làm tổn thương người khác. Chúng ta nói nó ngược đi với sự thật. Hoặc là chúng ta muốn nói để vừa lòng người khác, hài lòng người khác. Và chúng ta bắt đầu chúng ta nói không còn sự thật nữa. Và hạt nhỏ nó thành cây to. Bạn cứ nuôi dưỡng, bạn cứ tưới tẩm những cái hạt này. Thì tới một ngày, mọi sự ở trong cuộc đời mình nó không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Và nó làm cho chúng ta thay đổi luôn cả cái thế giới quan của mình. Chúng ta không biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai nữa. Và cuộc đời chúng ta trở nên mù mờ. Chúng ta trở nên mù mờ. Cho nên là chúng ta bắt đầu đến cái tu khẩu. Rồi chúng ta, cái hạt mang mọi người đến gần nhau. Thực ra đó, chúng ta có thể thấy những cái thứ mình làm nó nhỏ nhỏ thôi. Nhiều khi nói xấu người này,
nhiều khi nói thật nhưng mà nó lại với chủ đích là gây chia rẽ, gây cho những cái mối quan hệ chia rẽ với nhau. Mình nói thật, mình nói trời ơi, hôm qua đó mình mới gặp cái chị A đó, chị nói về chị như thế này. À, rõ ràng là mình nói thật đó, chị A chỉ có nói xấu chị kia và mình nghe được. Nhưng mà mình về cái mình bắt đầu mình kể lại, đích của mình là gì? Cái đích của mình là gì? Nếu đích của mình đó là để cho hai người đó, người ta không có chơi với nhau nữa đó, thì đó là cái lời chia rẽ. Và những cái lời chia rẽ như vậy chúng ta thấy nó cũng nhỏ nhỏ, nó cũng bình thường thôi, nó lặt vặt mà. Nó lặt vặt thôi, nó có vấn đề gì đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở ngoài kia những cái cuộc chiến tranh, những cái đau thương, những cái mất mát của chiến tranh ở ngoài kia, nó cũng đến từ những cái nhỏ nhỏ như thế này. Nó cũng đến từ những cái nhỏ nhỏ như thế này. Những cái sự chia rẽ ở trong tâm thức, những cái hạt giống chia rẽ trong tâm thức, nó nhỏ nhỏ ở trong từng cá nhân, trong từng con người, trong từng gia đình, vì những cái mục đích cá nhân, vì sự ích kỷ cá nhân, vì những quyền lợi cá nhân, vì cái gì đó ở đây, nó có thể tạo ra một cái quả rất là to ở ngoài kia, như là chiến tranh, như là bạo lực. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, để mà chúng ta bắt đầu từ 10 cái hạt giống này, bắt đầu sửa từ cái nhỏ nhất. Chúng ta có thể làm gì để góp tay vào trong cái việc là giữ gìn cái hòa bình của thế giới, hay là giữ gìn cái hòa bình của đất nước mình? Chỉ là bằng chúng ta thực hành 10 cái hạt giống thiện nghiệp này thôi, là chúng ta đã có thể đóng góp vào trong đó rồi. Chúng ta đã bắt đầu tưới tẩm vào trong những cái hạt giống tốt đẹp ở trong tâm thức của chúng ta, từng người, từng gia đình, từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đồng, mà có những cái hạt giống tốt đẹp, bắt đầu tưới tẩm cùng nhau, tưới tẩm những cái hạt giống tốt đẹp như thế này và cùng nhau lan tỏa những cái điều như thế này ra ngoài kia, thì thế giới sẽ hạn chế, sẽ càng ngày càng ít chiến tranh. Thế giới sẽ càng ngày sẽ càng sống trong bình an, trong hạnh phúc hơn. Đúng không ạ? Cho nên là hạt mang mọi người đến với nhau, hạt nói lời tử tế. Hạt nói lời tử tế, làm sao để nói những cái lời ái nghĩa, ái ngữ, những cái lời tử tế, những cái lời mà để mang cái cảm xúc tốt đẹp đến cho nhau, những cái lời mà để truyền động lực, truyền cảm hứng cho nhau, thay vì là chúng ta lạm dụng những cái câu kiểu giống như là nói để giúp cho nó tốt hơn, bằng cách là chúng ta phán xét người khác, bằng cách là chúng ta nói những cái lời mà làm tổn thương người khác, thì chúng ta sẽ được học như thế nào là thẳng thắn. Nhưng mà thẳng thắn á, nó có cái thật của bạn á, nó là thật thô hay là nó có cái sự tinh tế uyển chuyển ở trong đó, để chúng ta vẫn nói được những cái lời tử tế nhưng mà nó trung thực. Chúng ta sẽ học để mà chúng ta biết được chúng ta cần phải nói những cái lời tử tế nhưng mà nó trung thực. Rồi chúng ta học cái hạt nói những cái lời có nghĩa. Chúng ta bị mất mát rất là nhiều ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta làm kinh doanh của chúng ta nó cứ trồi sụt, nó cứ lên xuống. Chúng ta thấy chúng ta nỗ lực rất nhiều nhưng mà nó không ra kết quả. Chúng ta làm rất nhiều nhưng mà nó không có tới đâu hết. Chúng ta đem những cái người rất giỏi, rất tốt về, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng không có đạt được cái gì hết. Thì chúng ta phải coi lại, chúng ta đã làm những cái điều vô nghĩa, nói những cái lời vô nghĩa ở đâu, những cái hạt giống nhỏ nhỏ mà chúng ta gieo xuống ở đâu, mà để cho khiến bây giờ chúng ta có những cái kết quả như thế này. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy nó kỳ diệu lắm, khi mà càng thực hành về hạt giống thì chúng ta thấy được rằng là mình rất là mình nói thì nghe nó có vẻ phi logic, nó không có logic chút nào hết á, nhưng mà chúng ta khoái nói những cái chuyện, những cái điều nó nhỏ mà cái hệ quả của nó rất là lớn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà vì chúng ta không nhìn thấy được giữa cái nhân với cái quả này, chúng ta vẫn cứ nói, mà thậm chí nói vì thích những cái điều vô nghĩa, và cuối cùng là những cái nỗ lực của chúng ta ở trong cuộc đời này nó cũng vô nghĩa luôn, trong khi đích chúng ta muốn là những cái kết quả lớn, là những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình. Rồi chú có cái hạt là hoan hỷ với thành công của người khác. Bạn có đủ hoan hỷ với thành công của người khác không? Bạn muốn thành công, nhưng mà khi ai đó thành công thì bạn bắt đầu bạn soi vào trong đó, bạn nói trời ơi, nó coi vậy chứ nó có vấn đề chỗ này, vấn đề chỗ kia, vấn đề chỗ nọ. Chúng ta không có biết hoan hỷ mà chúng ta luôn luôn chúng ta đố kỵ, chúng ta soi mói, chúng ta nhìn người khác, trời ơi cái người đó bất tài nhưng mà may mắn thôi. Ủa, người ta may mắn là người ta đã có phúc đức rồi đó, phúc đức hơn mình rồi đó. Mà người ta có phúc đức đó chứng tỏ là ở trong quá khứ người ta đã làm nhiều cái điều tốt đẹp, cho nên người ta mới có cái may mắn mà người ta đang có hiện giờ. Như vậy mình phải hoan hỷ chứ, mình phải biết ơn cái điều đó chứ. Và mình phải khuyến khích, mình hiểu để mà mình luôn luôn mình khuyến khích
những cái người xung quanh mình, hay là khuyến khích bản thân mình hoan hỷ với những cái hạt giống tốt đẹp gieo xuống đó, là chúng ta góp phần để mà chúng ta nuôi dưỡng, tưới tẩm vào trong những cái hạt tốt đẹp bên trong mình và trong người khác, chỉ bằng cái việc là hoan hỷ với thành công của người khác. Rồi chúng ta có cái hạt đồng cảm với người khác, đồng cảm thay vì ác ý. Thay vì là khi nghe một cái ai đó, một cái ông chủ doanh nghiệp, doanh nhân nào đó, họ đã từng làm những cái việc rất tốt, họ đã từng khá là nổi tiếng, và họ gặp một cái biến cố nào đó trong cuộc đời, và chúng ta ngồi đó chúng ta nói là đáng đời, đúng không ạ? Và cái hạt cảm thông với người khác này nó bắt đầu từ những cái thứ rất là nhỏ. Chúng ta không có cái chuyện mà chúng ta nói lớn lao ngoài kia không nói, những cái chuyện rất nhỏ thôi, để chúng ta nhận diện được là mình có thật sự là có cái hạt cảm thông không, hay là bên trong mình là cái hạt ác ý nó lớn. Bằng cách là chúng ta nhìn con cái của mình á, nó mình nói là đừng có chạy nha, đừng có chạy nhảy coi chừng té, cái nó chạy cái nó té, cái chúng ta có nói là thấy chưa, đáng đời mẹ đã nói rồi. Hoặc là khi con cái mình, anh chị em mình, đồng nghiệp mình, ai đó, những cái người mà họ yếu thế hơn mình, và họ đến họ nói với mình nghe về một cái điều mà họ không may mắn, họ gặp một cái vấn đề gì đó, họ gặp một cái thất bại gì đó trong cuộc sống, và ở đó chúng ta đồng cảm, chúng ta chia sẻ, hay là chúng ta nói là tao đã nói rồi, đúng không ạ, tao nói cái gì là đúng. Rất là nhiều Trang, bởi vì Trang đã từng nghe rất là nhiều người mẹ đã nói như vậy với con mình, và khiến cho đứa con càng ngày thì càng thu mình lại và trở nên trầm cảm, và cảm thấy càng ngày càng xa cách, mất kết nối với gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được rằng là cái hạt đồng cảm này, cái hạt cảm thông với người khác là một trong những cái hạt giống tuyệt đẹp để mà chúng ta thực hành, để mà chúng ta xây dựng cái, chúng ta khởi cái tâm từ bi của mình, chúng ta nuôi dưỡng cái tâm từ bi ở bên trong mình. Cho nên là hãy luôn luôn nhìn người khác ở cái sự đồng cảm, ở cái sự chia sẻ, chứ đừng có vì cái tôi của mình, đừng có vì nghĩ là ồ tại vì mình hay, mình đã nhìn ra được cái chuyện đó rồi mà người khác không nhìn ra. Nghiệp quả rất là khó nói, rất là khó nói. Ngay cả bản thân chúng ta biết sai nhưng mà chúng ta cũng không có sửa được. Khi mà nghiệp nó đã dẫn rồi thì chúng ta không có đủ cái sức mạnh. Nếu mà chúng ta chưa có trí tuệ thì chúng ta không đủ sức mạnh để vượt qua đâu ạ. Bởi vậy cho nên là hãy đồng cảm với người khác, và thay vì vậy thì chúng ta chia sẻ, chúng ta đồng hành cùng với họ, chia sẻ để giúp cho họ có trí tuệ, để giúp cho họ có năng lượng, để giúp cho họ có được một cái người đồng hành để mà cùng nhau vượt qua. Và cuối cùng, cái hạt quan trọng nhất là hạt thế giới quan đúng đắn, hay là hạt trí tuệ. Khi mà chúng ta không có một cái thế giới quan đúng thì mọi cái sự chúng ta làm nó đều hên xui, nó đều lúc được lúc không, bởi vì chúng ta cái nhân quả ở đằng sau đó chúng ta không biết được, chúng ta không nhìn ra được, và chúng ta cũng không biết gieo cái nhân gì cho tương lai của mình. Và chúng ta thường lao ra ngoài kia, chúng ta đi tìm kiếm cái sự thành công ở ngoài kia, mà chúng ta không nhận ra được rằng là cái thịnh vượng thật sự nó nằm ở bên trong. Cái cánh cửa thịnh vượng nó mở vào bên trong, không có gì ở ngoài kia cả. Không có gì ở ngoài kia cả. Chính chúng ta tạo ra cái thế giới ở xung quanh mình. Và cái thế giới đó như thế nào, cái môi trường của chúng ta như thế nào, là bởi vì hạt giống của chúng ta tạo ra. Và lúc đó khi chúng ta có cái thế giới quan đúng đắn, chúng ta biết tôn trọng thế giới quan của người khác, chúng ta biết mọi thứ nó không có tự tính, chúng ta biết được rằng là nó là cái gì, nó tùy vào cái hạt giống ở bên trong tâm trí của mình, tùy vào tâm trí của cái người quan sát mà thôi. Và chúng ta cũng hiểu rằng là nó có cái tính tiềm năng vô hạn của nó. Chúng ta biết mọi thứ đến từ mình, không có cái gì ở ngoài kia cả. Và khi chúng ta làm cái điều đó, chúng ta bắt đầu nhận trách nhiệm 100% về mình, thì chúng ta đi trên cái con đường để trở thành một cái nhà lãnh đạo ngoại hạng, một cái con người vĩ đại. Chúng ta sống một cái đời sống nó vĩ đại, và cái cuộc sống của chúng ta mọi thứ nó chuyển đổi từ đó. Cho nên đây chính là cái 10 hạt giống thiện nghiệp, là cái nền tảng đầu tiên để cho cái cuộc đời của chúng ta chuyển hóa. Sau đó là chúng ta đi vào trong cái hành trình của khơi thông dòng thịnh vượng. Thì khơi thông dòng thịnh vượng nó có hai phần. Cái phần một là Trang chia sẻ về lòng biết ơn. Vì lòng biết ơn nó tạo ra thịnh vượng, lòng biết ơn là bệ phóng. Và trong lòng biết ơn mình học về cái sức mạnh không thể nghĩ bàn. Sức mạnh của lòng biết ơn là sức mạnh không thể nghĩ bàn. Sức mạnh của tâm trí là sức mạnh không thể nghĩ bàn. Và để mà có cái sức mạnh này thì chúng ta phải vượt thoát ra khỏi cái hố đen. Cái hố đen đó là những cái cảm xúc tiêu cực. Bởi vì gọi là sức mạnh của tâm trí. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là chúng ta dùng sức mạnh của tâm trí để chúng ta đạt được một cái thành tựu gì đó lớn lao,
và chúng ta hiểu được cái điều đó rất là rõ. Nhưng mà rồi gia đình chúng ta gặp một cái vấn đề, rồi chúng ta gặp con cái nó không có nghe lời, vợ chồng lục đục ở bên bờ của vực thẳm của chia tay, đó là những cái hố đen. Tất cả những cái hố đen này chúng ta làm sao để vượt thoát nó, để cái sức mạnh của tâm trí đó nó thực sự mạnh mẽ, và khi mà nó đã chạy là nó không có dừng lại. Khi nó đã chạy nó không dừng lại và chúng ta chuyển hóa được hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình. Thịnh vượng nó ở nhiều cái góc độ khác nhau mà, nó ở nhiều cái mảng khác nhau. Và khi chúng ta có được cái sức mạnh của tâm trí thì tất cả cái chúng ta có được một cái cuộc đời thịnh vượng ở sức khỏe, thịnh vượng ở hạnh phúc gia đình, ở con cái, ở sự nghiệp, ở tài chính, ở tất cả, ở mối quan hệ, chứ nó không phải chỉ là nó chỉ co cụm ở trong một cái bài một một thứ nào đó. Cho nên khi học lòng biết ơn, chúng ta hiểu được rằng là khi mà bạn có vấn đề, dù là vấn đề gì, nó thuộc trong cái phần của bạn, bạn có vấn đề về sức khỏe, bạn có vấn đề về tài chính, bạn có vấn đề về mối quan hệ, bạn có vấn đề về cái gì ở trong đó đi nữa, thì điều đầu tiên bạn cần phải coi lại đó là lòng biết ơn. Mình có một cái sự vô ơn ở đâu đó thì vấn đề xảy ra ngay lập tức. Cho nên chúng ta sẽ coi lại. Rồi chúng ta để mà thực hành cái lòng biết ơn này một cách sâu sắc, đi vào chiều sâu của nó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta lập ra danh sách của những thiên thần xuất hiện trong cuộc đời của mình. Những thiên thần mang lại những cái quả đẹp, những cái may mắn cho cuộc đời của mình, và những thiên thần mang đến cho chúng ta những cái bài học. Họ đến theo một cái cách khó khăn hơn, họ đến trong một cái cách khắc nghiệt hơn, nhưng mà họ dạy cho chúng ta những cái bài học rất lớn để cho chúng ta có đủ bản lĩnh mà chúng ta đi trên cái hành trình của mình, để chúng ta bước qua biến cố của mình cách bình an. Đó chính là những cái thiên thần tuyệt đẹp ở trong cuộc đời của mình. Rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta xây dựng lên một cái cây biết ơn. Cái cây biết ơn này chính là cái cây đời của chúng ta, nó là cái cây sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta xây dựng cái cây biết ơn này lên và chúng ta đưa nó vào trong tâm trí của mình. Chúng ta luôn luôn nhắc nhớ mình có một cái cây biết ơn, cái cuộc đời của mình như một cái cây biết ơn, cái sinh mệnh của mình như một cái cây biết ơn, và mình sống với cái biết ơn đó, mình luôn luôn có được may mắn, và nó có một cái sức mạnh vô cùng, gọi là cái sức mạnh không thể nghĩ bàn ở trong cái cuộc đời của mình. Và chúng ta cũng học một cái công cụ gọi là biết ơn chính mình và công cụ vinh quang từ sự hào phóng. Đây là hai cái công cụ mà để giúp cho chúng ta làm sao chúng ta chạm vào chiều sâu thật sự của lòng biết ơn. Lòng biết ơn nó không phải là lời nói, không phải là cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Lòng biết ơn là hành động. Lòng biết ơn nó vừa là cái cảm xúc, nó vừa kết hợp với hành động. Vậy thì cái hành động biết ơn của chúng ta như thế nào? Và chúng ta hiểu sâu sắc về cái điều này. Khi chúng ta hiểu sâu sắc về lòng biết ơn, và dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ của lòng biết ơn. Lòng biết ơn thì cái chương trình này nó có tới 21 công cụ, để mà hoàn hảo thì nó có tới 21 công cụ. Và nếu mà đủ nhân duyên, cũng như là khi mà chúng ta đi đồng hành cùng nhau để đi lên các cái level cao hơn, để trở thành một cái nhà lãnh đạo ngoại hạng, thì chúng ta sẽ được học nhiều hơn những cái công cụ rất là tuyệt vời, để chúng ta chuyển hóa hoàn toàn cái cuộc sống của chúng ta, là một cái cuộc sống, cái dòng chảy biết ơn nó chảy tràn ở trong cuộc sống của mình. Thế giới của chúng ta là thế giới biết ơn, xung quanh của chúng ta đầy những cái người biết ơn. Khi mà chúng ta thực hành cái công cụ đó, toàn bộ các công cụ, chúng ta sẽ thấy là càng ngày chúng ta sẽ càng nâng cấp hơn, và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy là cái cây biết chúng mình chính là cái cây biết ơn, mình chính là cái cây biết ơn. Và đó là những cái gì mà chúng ta đã học về lòng biết ơn, đúng không ạ? Và bắt đầu từ tuần sau, những cô chú anh chị em nào mà đã đăng ký vào trong cái phần đi sâu hơn của khơi thông dòng thịnh vượng, đó là cái phần 2, đó là chúng ta sẽ học 6 buổi để mà chúng ta bắt đầu chúng ta lấy những cái tảng đá. Chúng ta, nó có những cái tảng đá nó chắn cái dòng chảy thịnh vượng của chúng ta phải biết nó nằm ở đâu, và chúng ta phải phải phá được những cái tảng đá đó. Thì buổi đầu tiên là chúng ta học về tìm về mô thức của mình, hiểu được cái dấu ấn nghiệp của mình nó được tạo ra như thế nào, cái dấu ấn nghiệp nó được sinh ra như thế nào, để chúng ta hiểu được những cái mô thức trong cuộc đời của mình nó lặp đi lặp lại, nó đến từ đâu vậy, nó đến từ những cái ký ức nào mà nó khiến cho chúng ta có những cái vấn đề như thế này, nó khiến cho chúng ta phải sống cái cách mà chúng ta đang sống hiện tại, nó khiến cho chúng ta có những cái nỗi đau mà chúng ta đang đau hiện tại. À, cái sự kết nối này như thế nào? Khi mà chúng ta không tìm sâu xa về mô thức này á, thì chúng ta không thấy, bởi vì cái quả mà chúng ta nhận ngày hôm nay á, nó cách rất là xa với cái nhân mà chúng ta đã gieo từ trước.
Cho nên là chúng ta bắt đầu chúng ta tìm về mô thức của mình để chúng ta hiểu được cái dấu ấn nghiệp của chúng ta nó được tạo ra như thế nào. Và sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu về cái gốc rễ thịnh vượng. Gốc rễ thịnh vượng thực sự của chúng ta ở đâu? Nó có 11 cái gốc rễ thịnh vượng. Và khi mà bạn phạm vào trong những cái gốc này, cuộc đời của bạn chắc chắn bất ổn. Như vậy thì chúng ta sẽ học để chúng ta biết được, vậy thì 11 cái gốc rễ thịnh vượng đó của mình là cái gì? Nó thật sự nó là cái gì? Cụ thể nó là cái gì? Và chúng ta có phạm vào nó hay không? Chúng ta phạm vào nó như thế nào? Cái cấp, cái mức độ mà chúng ta phạm như thế nào? Để mà chúng ta bắt đầu chúng ta sửa. Khi chúng ta quay về chúng ta sửa cái gốc rễ thịnh vượng, ngay lập tức tài chính chúng ta thay đổi, ngay lập tức cuộc sống chúng ta thay đổi, ngay lập tức mối quan hệ thay đổi, gia đình thay đổi. Cho nên là cái buổi này là cái buổi rất là quan trọng. Thực ra thì 6 cái buổi mà Trang thiết kế ở đây nó là một cái logic của tâm trí. Nó đi từ cái này, nó gắn với cái kia, nó đi qua cái nọ. Nó không thể tách rời được. Nó không thể tách rời được. Cho nên 6 cái buổi này, cô chú anh chị em nào mà đã đăng ký thì nhớ rằng là đã đăng ký thì phải theo đủ 6 buổi. Đừng có theo một buổi rồi nghỉ một buổi không được. Nó phải đi, tại vì nó là một cái, nếu mà bạn không làm được cái buổi số 1, bạn không làm bài tập của buổi số 1, bạn không thể nào vô được cái buổi số 3. Nó vô nghĩa. Tại vì ở cái buổi số 3 này là cái buổi mà chúng ta bắt đầu chúng ta quay trở lại, chúng ta thanh tẩy, chúng ta bắt đầu chúng ta quay trở lại, chúng ta dọn dẹp cái ký ức của mình, chúng ta bắt đầu chúng ta giúp cho tiềm thức của mình có là một cái sự hiểu đúng. Đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta học cái cách quản lý nghiệp một cách thụ động là như thế nào. Nghiệp thụ động nghĩa là gì? Nghiệp thụ động nghĩa là những cái mà nó đã nở ra rồi, những cái hạt giống nghiệp, những cái hạt giống xấu nó nở ra rồi. Vì nó nở ra rồi cho nên chúng ta đang ôm một đống nợ nần. Vì nó nở ra rồi cho nên chúng ta có một cái ông chồng ổng hay càm ràm, ổng hay chỉ trích, ổng phán xét. Vì cái hạt nó nở ra rồi cho nên chúng ta mới có một đứa con nghiện game. Vì cái hạt nó nở ra rồi cho nên chúng ta mới có những cái vấn đề mà chúng ta đang đối mặt ở trong cuộc sống này. Đó là những cái hạt giống nghiệp xấu mà nó đã nở ra. Và như vậy làm sao để chúng ta quản lý cái nghiệp này? Làm sao để chúng ta có thể chúng ta chuyển hóa được cái vấn đề này? Chúng ta biến những cái vấn đề này trở thành những cái bài học lớn, những cái bài học quan trọng, và chúng ta làm sao để nó dừng lại ngay tại đây mà nó không đi tiếp nữa, nó không nở ra tiếp nữa. Chúng ta học cách quản lý nó. Rồi đến chúng ta đi qua buổi 4 là chúng ta bắt đầu quản lý nghiệp chủ động. Chủ động nghĩa là chúng ta bắt đầu chúng ta học, chúng ta thấy rồi, ôi chết cha rồi, mình đã ném rất là nhiều những cái hạt xấu vào trong cuộc đời của mình. Mình đã ném rất nhiều những cái phi đao vào trong cuộc đời của mình, và bây giờ nó bay vòng vòng ở trên đầu mình nè. Nó chưa quay trở lại để nó cắt mình thôi, nhưng mà nó còn ở đó. Và chúng ta biết là nhân quả thì thẳng băng, nhân nào quả đó. Cho nên là nhân đã gieo rồi thì quả chắc chắn gặt. Mình biết mình đã gieo rồi, mình đã biết hạt nào mình gieo xuống rồi. Bây giờ vấn đề của mình là mình xử lý nó trước. Mình xử lý nó trước khi nó nở ra. Khi nó chưa đủ ngày, đủ tháng để nó nở ra thì nó vẫn còn là những cái dạng hạt lép luôn ạ. Hạt mà nó chưa có chín tới. Khi mà cái hạt mà nó chín rồi nó nở một cách tự nhiên, bạn đỡ không nổi. Đúng không ạ? Bạn đỡ rất là khó khăn, bạn rất là mệt. Nhưng mà khi mà bạn chủ động, bạn xử lý nó trước khi vấn đề xảy ra, thì tự nhiên nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và đây là cái cách mà chúng ta làm sạch cỏ dại ở trên cái hành trình của mình. Chúng ta gieo những cái hạt giống tốt đẹp xuống. Ở đây chúng ta ai cũng biết rằng là nếu như mà chúng ta gieo hạt tốt, là chúng ta làm cái điều tốt thì chúng ta nhận được cái quả tốt, gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, ai cũng biết cái điều đó hết. Nhưng mà tại sao chúng ta gieo rất nhiều nhân tốt mà chúng ta không gặt được quả tốt? Vậy thì chúng ta cần phải coi lại để chúng ta dọn hết cỏ dại. Cái hạt giống nó gieo xuống mà nó gieo trên cái nền xi măng, nó gieo trên một cái nền đất đầy cỏ dại thì nó không phát triển nổi. Và vì vậy chúng ta cần phải xem xét lại để mà chúng ta bắt đầu chúng ta gieo trúng đích. Chúng ta gieo đúng vào trong những cái nơi cần gieo. Gieo làm sao để tạo ra cái hiệu quả cho mình. Đó là chúng ta đi qua quản lý thụ động, quản lý chủ động. Rồi đến cái buổi thứ 5. Lại là một cái thời khắc quan trọng nữa. Vì đây là cái thời khắc để bạn chuyển đổi. Ở buổi thứ 5 bạn đặt những cái câu hỏi cho vô thức của mình. Bạn đặt cái câu hỏi đúng thì bạn mới có cái câu trả lời đúng cho cái quả mà bạn muốn. Còn bạn luôn luôn có cái câu trả lời đúng cho những cái câu hỏi sai, bạn đặt nó ở những cái trình tự sai thì chắc chắn không bao giờ ra kết quả được. Và cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ hên xui, lên xuống lúc được lúc không. Cho nên cái buổi thứ 5 này là cái buổi mà chúng ta sẽ vỡ òa ra, chúng ta sẽ bừng sáng ra.
À, vì sao rồi đó giờ mình gặp nhiều vấn đề vậy? Vì sao mà mình trắc trở như thế này? Bởi vì chúng ta sai ở chỗ nào? Chúng ta đã đặt những cái câu hỏi sai như thế nào? Cho nên lúc này khi chúng ta bừng sáng ra là dòng chảy nó bắt đầu được khơi thông. Và cũng ở trong đây chúng ta học được cái công thức của vũ trụ này. À, hồi xưa giờ chúng ta học cộng trừ nhân chia, nhưng mà bây giờ chúng ta học lại một cái công thức mới. Cái công thức mới, công thức chia cộng trừ nhân, để ra cái quả đẹp cho cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ đi theo cái công thức đó. Đúng không? Rồi cuối cùng là cái buổi thứ sáu. Ở cái buổi thứ sáu này thì là cái buổi mà chúng ta bắt đầu đi vào những cái hành động hàng ngày của chúng ta là gì? Hàng ngày chúng ta cần làm gì? Chúng ta đã qua hết một cái chương trình này rồi. Bây giờ là lúc chúng ta đã ra cái quyết định cuộc đời mình thay đổi rồi. Bây giờ là lúc chúng ta cần những cái nghi thức, những cái hành động hàng ngày đều đặn mỗi ngày. Những cái việc mà nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản nhưng mà nó cứ đều đặn mỗi ngày, giống như chúng ta đi tập thể dục, chúng ta muốn cơ bắp của cái con chuột ở cái tay của chúng ta lên thì ngày nào chúng ta cũng cầm cục tạ chúng ta đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống rất là chán đúng không ạ? Đều đặn hàng ngày những cái việc rất là đơn giản nhưng mà nó ra kết quả. Vậy thì những cái việc đó là gì? Và cũng ở trong buổi sáng này là chúng ta có một cái bài thiền mà nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Ở trong cái chương trình này chúng ta có hai cái bài thiền. Một cái bài thiền đầu tiên là cái bài thiền để thanh tẩy ký ức. Cái bài thiền để chúng ta làm sạch, để chúng ta bắt đầu giải phóng mình, cởi trói mình.